xưởng xay gỗ răm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Tây Sơn ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Mỗi ngày thải ra một lượng lớn mùn cưa và các loại phụ phẩm từ quá trình xay gỗ. Không để ngổn ngang như trước đây, từ đầu năm 2018, với sự giúp đỡ của Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, toàn bộ số mùn cưa và rác thực vật này được anh Nguyễn Nam Vương đưa vào sản xuất phân hữu cơ. Mặc dù mới đưa vào sản xuất chưa đến một năm, nhưng mô hình sản xuất phân hữu cơ từ mùn cưa của anh Vương đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo đánh giá của cán bộ Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị, phân hữu cơ từ mùn cưa có rất nhiều ưu điểm và phù hợp bón cho nhiều loại cây trồng. Trong cái mùn cưa này thì có chứa một hàm lượng xenolô rất là lớn, và từ đây các cái chủng vi sinh vật nó sẽ phân hủy, nó tạo ra cái chất mùn cung cấp lại cho cây trồng. Thứ hai nữa là trong cái phân này thì chứa các cái vi sinh vật có lợi, thì khi sử dụng cái phân này thì tạo ra một cái hệ vi sinh vật có lợi trong đất, giúp cho cây trồng hấp thu được dinh dưỡng một cách tốt hơn. Để chất lượng phân đảm bảo đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây trồng, trong quy trình sản xuất, anh Vương đều có bổ sung phân đạm, lân, kali, đồng thời trộn thêm phân chuồng, vỏ lạc, lá cây tràm, keo. Hiện nay, mỗi tháng anh Vương sản xuất được khoảng 300 tấn, bán ra thị trường 1,6 triệu đồng một tấn. Thị trường tiêu thụ nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là cung cấp cho các trang trại sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Anh cho biết hiện tại còn rất nhiều đơn đặt hàng nhưng chưa sản xuất kịp để cung ứng do đang trong quá trình mới đầu tư ban đầu. Quý 4/2018 sẽ hoàn thành tiếp 1.000 tấn nữa, đưa ra thị trường trong tỉnh và đi ra các tỉnh phía Bắc bón cho cây ăn trái, rau màu và làm một số đơn đặt hàng làm phôi nấm. Thì công ty cố gắng tiến tới để hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép làm đăng ký bao bì để bán ra thị trường cho nó hoàn thiện và tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương ở tại đây. Hiện nay lượng mùn cưa từ các xưởng xay gỗ răm và cơ sở sản xuất đồ gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thải ra nhiều. Việc anh Nguyễn Đăng Vương sản xuất thành công phân hữu cơ từ mùn cưa đã mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường, không chỉ tạo ra một sản phẩm phân bón mới giúp bà con nông dân phát triển trồng trọt mà còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên với mức lương 4,5 triệu đồng trên tháng.